Dự báo mới nhất về nơi sắp bùng phát virus SARS-CoV-3 Phát biểu tại một diễn đàn ở Thiên Tân ngày 17 tháng 10 vừa qua, giáo sư Vương Lâm Phát của chương trình bệnh truyền nhiễm mới nổi tại trường Y khoa Đúc, Đại học Quốc gia Singapore cho biết, ông chắc chắn rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 hiện nay không phải là virus nhân tạo, kể cả từ trước khi nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc để điều tra nguồn gốc COVID-19 vào đầu năm nay. Vương Lâm Phát là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh truyền từ động vật, miễn dịch học ở loài rơi và phát hiện mầm bệnh. Ông từng xác định chuỗi gen của virus Hendra vào năm 1993 và tham gia nhóm chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc dịch sát năm 2003. Thời báo Hoàn Cầu cho hay, dựa vào kinh nghiệm trước đây, Vương Lâm Phát nhanh chóng chỉ ra rằng rơi là nguồn gốc của COVID-19. Nhưng trước cả khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán vào đầu năm ngoái, phải có một virus tiền thân mang gen giống đến 99,9% so với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn còn tranh cãi về virus tiền thân này. Ông Vương trích dẫn báo cáo đăng trên tờ Research Square cho thấy các nhà khoa học đã tìm ra 3 virus từ rơi ở Lào giống hơn 95% với SARS-CoV-2. Vào năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã mô tả một họ hàng gần của SARS-CoV-2 được gọi là RATG-13 được tìm thấy từ loài rơi ở tỉnh Phân Nam, Trung Quốc với mức độ trùng khớp đến 96,1%. Hai virus này được cho là nhiều khả năng có tổ tiên chung từ 40 đến 70 năm trước. Các virus corona tìm thấy trong rơi ở Lào được mô tả là chia sẻ những tương đồng then chốt với SARS-CoV-2, chứng minh những thành phần quan trọng của SARS-CoV-2 có tồn tại trong tự nhiên. Tờ Hoàn Cầu Thời báo trích lời của Edward Holmes, nhà virus học tại Đại học Sydney, Australia. Một nghiên cứu mới đây của nhà khoa học Wu Chi Chiang từ Viện Sinh học Mầm Bệnh thuộc Viện Y khoa Trung Quốc cùng cộng sự cho biết đã thu thập mẫu từ 13.064 con rơi ở 703 địa điểm trên khắp Trung Quốc trong giai đoạn 2016-2021. Nhưng kết quả không phát hiện SARS-CoV-2 trong bất kỳ mẫu nào. Nhóm của Wu cho rằng điều này thể hiện virus có thể không tồn tại rộng rãi ở loài rơi ở Trung Quốc. Theo ông Vương Lâm Phát, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tiếp giáp với nhiều nước Đông Nam Á, có quần thể rơi sinh sống đông đúc như Lào hay Myanmar nhưng chưa có đủ nguồn lực để nghiên cứu về khu vực này. Nếu được tạo điều kiện, các nhà khoa học có thể tìm ra nhiều loại virus tương tự SARS-CoV-2, ông Vương nói và tuyên bố rằng nếu được cấp kinh phí 100 triệu đô la Mỹ để truy tìm nguồn gốc COVID-19 thì ông sẽ dồn 99% ngân sách vào nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cũng trong phát biểu tại diễn đàn thiên tân, ông Vương đưa ra cảnh báo về những đợt bùng phát dịch tiếp theo do virus corona. Virus corona từ loài rơi là hết sức nguy hiểm, SARS-CoV-3 chắc chắn sẽ bùng phát, chỉ không chắc là khi nào. Nhà virus học người Australia nói, nhấn mạnh địa điểm nhiều khả năng bùng phát SARS-CoV-3 chính là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Giáo sư Vương đề xuất 3 cấp độ chuẩn bị để từng quốc gia ứng phó với đại dịch mới này. Cấp độ đầu tiên là trước khi mầm bệnh xuất hiện, các nước cần xem xét virus ở các loài động vật khác nhau, loại nào được buôn bán và tiêu thụ thường xuyên. Điều này khó thực hiện bởi các nhà khoa học không có tiêu chuẩn để phỏng đoán virus nào dễ dàng lây từ động vật sang người. Các nhà khoa học phải làm việc với cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế để đánh giá rủi ro và chuẩn bị các biện pháp đối phó, ngăn chặn sự lây lan của virus. Cấp độ thứ hai là cảnh báo sớm các ca nhiễm nghiêm trọng bất thường tại khu hồi sức tích cực hoặc cơ sở y tế địa phương có thể là dấu hiệu đầu tiên của một chủng virus mới. Trường hợp này từng xảy ra ở Vũ Hán, nơi bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân viêm phổi nặng, chẩn đoán âm tính với tất cả các mầm bệnh đã biết. Cấp độ cuối cùng là khi virus bắt đầu lây lan. Biện pháp lúc này là phát triển vaccine và tìm ra phương pháp điều trị phù hợp. Các chuyên gia tại Đại học Duke, US đang nghiên cứu về vấn đề này giáo sư Vương và các đồng nghiệp đang phát triển một loại vaccine riêng để tiêm tăng cường trong tương lai, hiệu quả bảo vệ người dùng ngay cả khi virus nCoV và virus corona nói chung đột biến. Họ nảy ra ý tưởng này khi phát hiện người từng mắc SARS vào năm 2003 tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19, sản sinh kháng thể vô hiệu hóa tất cả các đột biến của nCoV, chẳng hạn như biến thể Delta. Các kháng thể này cũng giải quyết được virus corona chuyển từ động vật khác vaccine tăng cường phản ứng tốt với virus sars trong thử nghiệm ở chuột khi đã có bằng chứng về độ hiệu quả nhóm của ông vương dự kiến thử nghiệm trên người trong thời gian tới ông dự định tuyển thêm tình nguyện viên từng mắc sars ở hồng kông quảng châu hoặc toronto Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu mức độ miễn dịch ở người sau khi tiêm các loại vaccine như Moderna, Sinovac hoặc AstraZeneca. Vào mùa hè năm 2020, nửa năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhà khoa học đã đi tới những cánh rừng xa xôi ở phía bắc của Lào để nghiên cứu những loài rơi có khả năng mang mầm bệnh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những mẫu có chứa virus corona trong phòng thí nghiệm sinh học bảo mật cao, sử dụng bộ đồ bảo hộ chuyên dụng và bộ lọc không khí. Ba trong số các virus corona thu được tại Lào rất khác thường. Chúng có gai protein trên bề mặt rất giống với phần gai protein của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, được sử dụng để liên kết với enzyme ACE2 của con người. Đây chính là enzyme mà virus nhắm đến để lây nhiễm trong cơ thể người. Mark Eloy, người đứng đầu nhóm nghiên cứu trên tại Viện Pasteur Paris cho biết, nó thậm chí còn hoạt động tốt hơn chủng SARS-CoV-2 đầu tiên khi nói đến cách gai protein của virus corona trên loài rơi ở Lào liên kết với tế bào người. Nghiên cứu này đã được đăng tải trực tuyến vào tháng 9 vừa qua nhưng vẫn chưa được công bố trên tạp chí khoa học. Phát hiện mới này đã khiến các chuyên gia về virus bất ngờ. Một số người nghi ngờ những virus giống với virus SARS-CoV-2 có thể đã lây nhiễm sang người thường xuyên nhưng chỉ gây ra các đợt bùng phát nhẹ và hạn chế. Khi gặp điều kiện thích hợp, chúng có thể gây ra đại dịch giống COVID-19. Những chủng mới này cùng với hơn 10 loại virus khác được phát hiện tại Lào, Campuchia và Trung Quốc thời gian gần đây cũng có thể giúp các nhà nghiên cứu dự báo tốt hơn về những đại dịch trong tương lai. Sơ đồ phả hệ virus đã cung cấp manh mối về nơi ẩn náu của các chủng virus nguy hiểm và các nhà khoa học đang xem xét để tìm ra chúng. Khi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện, họ hàng gần nhất được biết đến của nó là virus corona có ở loài rơi mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy vào năm 2016 ở một mỏ ở tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, có tên gọi là RATG-13. RaTG13 có bộ gen giống đến 96% bộ gen của virus gây ra đại dịch. Dựa trên các biến thể của mỗi loại virus, các nhà khoa học ước tính rằng RaTG13 và SARS-CoV-2 có chung tổ tiên từng lây nhiễm cho loài rơi khoảng 40 năm về trước. Để tìm ra những họ hàng gần của virus SARS-CoV-2, các chuyên gia virus đã kiểm tra những mẫu cũ được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Họ đã xác định được một số loại virus corona tương tự từ miền Nam Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan. Hầu hết có trên loài rơi, một số ít đến từ động vật có vú như TT, tê tê, nhưng không loại nào có đặc tính giống với SARS-CoV-2 như RaTG13. Bác sĩ Elois suy đoán rằng một hoặc nhiều virus corona có thể lây nhiễm sang người và gây bệnh nhẹ. Trong một nghiên cứu riêng biệt, ông và các đồng nghiệp đã lấy mẫu máu của những người thu thập phân rơi để kiếm sống tại Lào. Mặc dù không ai có dấu hiệu mắc COVID-19 nhưng lại có kháng thể với căn bệnh này, dường như được sản sinh ra do nhiễm virus tương tự. Ông Vương Lâm Phát cho biết Khả năng những người này bị nhiễm virus là có thể xảy ra vì loại virus mới được phát hiện có thể gắn chặt gai protein trên tế bào ACE2 của con người. Nếu vùng gắn thụ thể sẵn sàng sử dụng ACE2, những người đó có thể gặp nguy hiểm. Nhưng đáng chú ý là một số gen của ba loại virus được tìm thấy ở Lào lại khác xa so với SARS-CoV-2. Điều này cho thấy quá trình tiến hóa của virus corona khá phức tạp. Nếu một cá thể rơi bị nhiễm cùng lúc hai chủng virus, hai virus này có thể cùng lúc xâm nhập vào một tế bào. Khi tế bào bắt đầu tái tạo hai virus đó, các gen của chúng có thể kết hợp tạo ra virus lai mới. Sự xuất hiện của nhiều loại virus có họ hàng với virus SARS-CoV-2 trong tự nhiên không có nghĩa là tất cả chúng đều gây ra mối đe dọa cho con người. Chúng có thể không lây nhiễm trên người hoặc có thể gây ra những đợt bùng phát nhỏ. Cho đến nay chỉ có 7 loại virus corona được biết đến đã vượt qua các rào cản để trở thành tác nhân gây bệnh cho con người.